Xin chào tất cả các bác, hiện tại em đang ở Hà Nam để thi công một công trình âm thanh vô cùng chất. Đó, ở một không gian rất là đẹp. Rồi anh em bắt đầu bóc loa để vào thi công luôn. Chào mừng các bác, đây đó chính là những cái giá phụ kiện mà bên em chế. Các bác có thể xem thì những cái phần phụ kiện mà bên em làm như này thì được làm hết rất là tỉ mỉ và cẩn thận. Đó, phần giá này được làm hết sức là bởi những các kỹ sư cơ khí. Đó, phụ kiện ở đây cũng sử dụng là dây O-Green xịn. Đó. Đây. Giá này chế riêng cho loa. Rồi, bên em vừa đang tính toàn bộ dây và bắt đầu làm. Toàn bộ giá treo bên em cũng chế rất cẩn thận. Đây, toàn bộ dây loa bên em sẽ lùa hết vào ống gen. Dây loa đã ra. Việc đầu tiên anh em đó là chạy dây loa. Đây là dây HDMI loại cao cấp, loại xịn của Ukraine. Đó, trong những công trình như này thì bên em cũng không tiếc để đầu tư những cái sản phẩm cao cấp. Đây, nó có cả phần không biết là có phần gì, rất là xịn. Đó, đây là dây cấp TV và dây HDMI. TV sẽ treo ở đây, TV treo ở đây và dây HDMI toàn tôi điện chạy vòng ngoài luôn. Giá loa đầu tiên. Lay qua cái loa xem nào. Lay qua cái loa xem nào. Ok, loa chúng ta xong. Lay qua đây. Ok, quá có thể thấy rất chắc chắn. Ok rồi, ok. Ở phía bên này thì sẽ có hai chiếc loa ở đây. Một TV ở đây thì là sẽ là hai sợi loa, một dây HDMI và một dây cấp nguồn TV. Toàn bộ bên em đã chạy vào ống gen hết và sẽ chạy lùa dọc vào đây. Đó, dạy lùa trên nóc đó và xuống đây. Tủ kỹ thuật sẽ nằm trong này và tủ kỹ thuật sẽ cấp điện cho toàn bộ âm ly, cho toàn bộ thiết bị, cả TV nữa. Bật quản lý nguồn thì bật cả hệ thống âm thanh và bật TV thì cấp điện sẽ nằm ở trong này. Đó, đó, bên em chạy dọc đây. Rồi, chiếc giá loa thứ hai được bắt trực tiếp vào cái thanh dầm kia. Đó, đêm hôm qua bên em đã phải nhờ đội cơ khí để làm. Rồi, đã xong. Quá chất. Đó, ok luôn. Ok, chiếc loa thứ nhất đã xong. Bây giờ em tiếp tục là chiếc loa thứ hai. Đây, anh em đang bắt giá. Đó. Các bác thấy giá này bên em được làm hết sức là tỉ mỉ và hết sức là chắc chắn.
Đó, bên trong thì chèn xốp và bên ngoài thì được làm ti à, cái ốc. Ốc và long đen. Đó. Nên là những công trình như thế này thì bên em sẽ đầu tư hết sức là tỉ mỉ về những cái phụ kiện như thế này. Thứ nhất là đảm bảo an toàn, thứ hai là thẩm mỹ. Đây, toàn bộ anh em đang đi dây ở phía sau. Đây là phần dây loa. Đó. Được đi rất là kỹ và tỉ mỉ. Toàn bộ dây loa này bên em chạy ngầm ở trên hết. Đây, chạy dọc ở trên này. Và xuống tủ kỹ thuật sẽ nằm ở đây. Đó, tủ kỹ thuật sẽ nằm ở trong này. Xin mời các bác cùng xem giá mà bên em đã chế. Các bác có thể xem thì những đường nét rất là tỉ mỉ và được làm rất là cẩn thận. Đó. Những đường nét rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Rồi, chiếc loa thứ hai. Đây là toàn bộ khu vực mà bên em đang lắp. Đấy, nhà anh có một cái sân rất rộng. Chỗ này làm được khoảng chục mâm. Đấy, hai chiếc đã xong. Đó, các bạn xem có thể thấy là rất là đẹp đúng không ạ? Đó, anh em bên nhà đài 7 làm loa thôi mà giống hệt như là thi công điện nước vậy. Bởi vì càng làm thì càng mong muốn cái độ chỉnh chu nó phải tuyệt đối. Đó, ok đấy. Tiếp tục là chiếc loa thứ hai và chiếc loa thứ ba. Đó. Tại vì đại gia yêu cầu cái sự chỉnh chu và tỉ mỉ nên bên em mới phải làm cẩn thận như thế này. Chứ không bình thường thì bên em sẽ có cái bích treo một phát lên là xong. Đấy, tiện thể của anh thợ hàn đây chế luôn. Đó, anh em ở trên kia đang bó dây gọn gàng ở trên nóc đấy ạ. Và anh em dưới này thì đang tỉa tót loa để chuẩn bị cho chiếc loa thứ ba. Hứa hẹn rằng âm thanh rất là hay. Đây, cho cái giá lên để đứng để bắn loa. Chiếc loa thứ ba. Từ xem nào. Rồi, các bác thấy đẹp mà chuyên nghiệp không ạ? Rất là gọn gàng, sạch sẽ. Tủ kỹ thuật sẽ nằm ở phía trong này. Đấy, không dây ra ngoài. Đây, chiếc loa cuối cùng. Treo giá lên là xong. Ok, chiếc cuối cùng đã được lên. Và hẹn rằng âm thanh rất là hay. Chiếc loa cuối cùng. Rồi, ok. Đúng rồi, là sao đít để đi. Đây, những phần dây loa cuối cùng đã được làm xong. Toàn bộ dây loa và dây điện, dây HDMI đi qua lỗ kia. Và tủ âm ly sẽ nằm ở trong đó. Đây, anh em đang bắn nốt dây. Rồi, tiếp tục là đến subwoofer 18, tức là sub hơi 40. Ok, bên em đã chạy toàn bộ dây vào đây rồi. Và sẽ đóng hộp gen vào đây. Chạy vào đây. Ở đây toàn bộ dây loa, dây HDMI, dây cấp của TV. Đó. Tủ kỹ thuật sẽ nằm ở trong này.
dây dợ được đi rất gọn gàng. Ok, tủ kỹ thuật đã được vào. Đây là dây xúc, hai xúc bốt ở hai bên. Rồi, ok. Rồi, bó đây, bó đấy, cho mấy cái đấy vào. Phía ngoài kia là treo loa. Đây, toàn bộ dây đã bó xong. Đây thì em sẽ làm lại cái này. Đây là dây nguồn TV HDMI và 4 sợi dây loa. Đó, còn đây là 2 sợi dây xúc. Toàn bộ là sẽ được dẫn vào về phía trong kia. Đây, toàn bộ dây âm thanh đây. Toàn bộ dây âm thanh đã được thu về cái hộp đấy hết rồi. Đó, chúng ta có 1 loa, 2 loa, 3 loa, 4 loa, rất là đẹp đúng không ạ? Chạy vào đây. Đây là toàn bộ dây loa, dây HDMI, dây cấp TV. Ok, đã lên. Đã xong. Lên 4 loa và 2 xúc. Rồi, xúc của ta đã lên tiếng. Các bác nhìn không gian này thấy tuyệt vời không ạ? Chưa lên nhạc không biết là ai rồi. Và cái điều đặc biệt ở đây đó là bên em đã tính được cái độ ngọt nhất của loa. Đó là độ ngọt nhất của mỗi loa từ đất lên đáy loa. Nó có một thông số và đưa được đúng về cái chiều cao thì cái độ ngọt của loa nó sẽ ra, chứ treo cao quá hoặc cao hoặc thấp quá thì cũng không ổn. Ok, đã xong, xin mời các bác hãy trải nghiệm chất âm của toàn bộ dàn này. Hệ thống xích lê đảo loa rất hay. Tiếng xúc rất là đầy, mềm, sâu. Quá hay. Đang ra ngoài này tiếng xúc càng hay. Thank you.
đây thì các bác sẽ không phát hiện ra được là con loa nào đang kêu hay con súc nào đang kêu. Cho dù em đứng rất gần loa này nhưng em cũng không nghe thấy loa này kêu. Đây, anh em đang vệ sinh lại cho nó sạch sẽ. Đây là không gian bên ngoài. Ra ngoài này mới thấy tiếng máy tôn nó kêu. Đó, chiếc loa được treo rất là đẹp. Rất là gọn gàng. Đây, sau khi tiêu ông xong thì rất là bẩn. Anh em vệ sinh luôn. Ok. Đây, điện đang đấu điện, cấp điện tổng ở đây. Trong quá trình anh em đang test. Dưới, ở phía dưới mới trên nóc ấy. Đấy. Đây, toàn bộ dây ở đây bên em đã bó gọn lại. Nhưng mà nó rất là bừa. Và bên em sẽ cắt đi toàn bộ để vừa khít. Để vừa khít toàn bộ luôn. Ok, đã xong. Đây, dây rất là gọn gàng. Đó. Đây lên nào. Đó, đã lên, đã xong. Rồi, đã hết mấy cái này ra ngoài rồi. Xong rồi, cái này dùng xong rồi để đây. Chờ cái đèn chớp này hoa mắt luôn. Ui giời, hoa mắt luôn. Đêm này bay gãy cánh các bạn. Hay quá. Hay quá. Đây, xin mời các bác xem tục kỹ thuật. Đó, chúng ta dùng là vang DMX 9900, đẩy 4 kênh, 4 loa và một con đẩy 3 U đánh súc 2 súc 10 inch, 2 súc mà 15 inch, 18 inch. Hay quá. Ok, dây mạng đã về. Vừa nãy là từ kia vào đây wifi nó hơi kém. Thì bên em sẽ chạy trực tiếp dây mạng vào đây. Để bay cho nó đã. Chứ đang bay mà lại mất mạng thì chán chết. Chất âm rất trong trẻo, chi tiết. Súc đánh mềm, êm. Bởi vì ở đây em đang sử dụng một con công suất là 1.300W trên một kênh để đánh cho một chiếc súc này. Thì các bác hình dung rằng cái con âm ly đó em sử dụng thì cái dòng nó rất là lớn. Bình thường như con âm ly này chỉ đánh khoảng 800W là ok.
như anh em sử dụng đó chính là một con âm đi 1300W trên một kênh và đánh một chiếc xúc và đánh đẩy đó chính là đẩy bao công suất lớn để đầu thổi hai chiếc xúc này thì tiếng nó ra nó rất là tròn đầy và sâu đó, các bác có thể cảm nhận được cái tiếng xúc quánh nó rất là ấn tượng. Ok, em cùng các bác sẽ thử chất âm nhé. Đây là tiếng echo của phòng hát. À đâu, đây là reverb đúng không? Vừa chuyển sang reverb rồi đúng không? 1, 2, 3. Các bác có thể cảm nhận thấy chất âm reverb rất dày, rất đẹp đúng không? 1, 2, 5, 6. Đây dành cho ca sĩ. Anh hát thử bài không anh? Còn đây là echo. Rồi, quá đẹp. Toàn bộ công trình bên em đã hoàn thành xong. Hiện tại thì anh Tĩnh đã dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị đón đoàn khách đến đây để ăn chơi trong buổi tối ngày hôm nay. Đây. Thế là may quá bên em bàn giao kịp. Hiện tại trong tối ngày hôm nay thì anh cũng mời mấy ca sĩ đến. Xin mời các bác cùng ngắm nhìn lại một vòng nữa. PM. Hay không muốn về các bạn. Yes.
thiên sư cái thằng này. Thấy gái là không chịu về. Nó đứng đấy quay nửa tiếng rồi. Đấy, bây giờ mới chịu thôi. Ok, công trình đã hoàn thành. Rất là ấn tượng đúng không ạ? Một công trình quá hay. Và bên em thì không muốn về. Nhưng cuối cùng thì bây giờ vẫn phải về thôi. Hay quá, không muốn về. 8 giờ sáng đến 9 giờ đêm. Ok, về thôi. Hẹn các bác trong các clip tiếp theo.